ta trong phần tiếp theo. Vâng, còn bạn Đan và bạn Nam Việt thì các bạn sẽ có thể nán lại để trả lời các cái câu hỏi ở trong phần Q&A cuối cùng của chương trình. Vâng, cảm ơn anh Linh một lần nữa. Tiếp theo thì xin được mời anh Nguyễn Quốc Thái ạ, chia sẻ thêm về những kinh nghiệm khi thực tập ở các công ty và cái quá trình mà từ thực tập lên nhân viên chính thức. Vì là anh Thái cũng đã có rất là nhiều thời gian công tác ở Microsoft. Câu hỏi này mình có thể mời bạn Khánh Sơn trả lời được không nhỉ? À, vâng, thế xin mời Khánh Khánh Sơn. Sơn trả lời cũng được. Khánh Sơn trả lời cũng được. Thì em xin trả lời. Khi mà thì em rất là may mắn có cơ hội được thực tập ở ba chỗ khác nhau và ba thực tập hết sức khác nhau. Năm đầu tiên thì em nghiên cứu ở trường với thầy của em. Năm thứ hai thì em làm ở một startup quản lý dịch dữ liệu cho một công ty quản lý dữ liệu cho dịch vụ y tế. Năm thứ ba thì em làm ở Amazon Robotics, thì công ty này thì chuyên về làm các cái con robot nó chạy ở nhà kho để mà làm sao mà nó chuyển hàng được rất là nhanh. Rất may cho em là ba thực tập này hết sức là khác nhau. Khi mà nghiên cứu thì em chỉ có một câu hỏi, xong rồi em cần phải nghiên cứu và đọc các cái bài báo khác nhau, tự đi tìm hướng giải cho riêng mình để mà có thể trả lời được cái câu hỏi mà thầy đặt ra. Làm startup cho công ty y tế thì thật sự là học được rất là nhiều kỹ năng khác nhau, cần phải đội rất là nhiều mũ. Đôi khi mình là lập trình viên nhưng mà đôi khi thì mình lại phải nói chuyện với khách hàng, có những một kỹ năng hết sức lạ như là phải nói chuyện với một người quản lý dữ liệu cho bác sĩ và hỏi xem là họ đang phải sắp xếp lịch cho bác sĩ này, thì mình cần phải làm những cái chức năng gì để mà giúp đỡ cho họ. Còn ở Amazon Robotics thì có lẽ là một môi trường mà có thể gọi là chuyên nghiệp nhất, thì nó rất là giống với một công ty lớn ở Mỹ hơn. Thì ở đó thì em được nhận một dự án từ một nhóm, và công ty này giao giao cái dự án liên quan đến simulation, tức là về giả lập. Họ muốn làm ra một cái mô hình giả lập, thử nghiệm trên cái mô hình giả lập đó, là và qua cái thử nghiệm đấy thì biết rằng là cái thuật toán chạy robot này liệu nó có nhanh hơn hay không, liệu nó có tiết kiệm điện hơn hay không, liệu nó có giúp cho việc vận chuyển hàng nhanh hay không. Rất may cho em là ba với những cái trải nghiệm đa dạng thế thì em học được rất là nhiều, từ rất là nhiều các cái kỹ năng khác nhau, và nó giúp em trưởng thành hơn rất là nhiều. Không những là kỹ năng lập trình rất là các kỹ năng hết sức là kỹ thuật, nhưng một số kỹ năng khác như là làm sao để nói chuyện với khách hàng, làm sao để nói chuyện với sếp, làm sao mà để có thể thương lượng về mặt tài nguyên, làm sao để có thể nhờ người này người kia. Thì có lẽ là về câu hỏi thì làm sao là để thực tập tốt nhất để mà có thể lên lên làm chính, thì thực ra là em không được nhận return offer từ Amazon, cho nên thực ra là em không được lên làm chính. Nhưng mà trải nghiệm đó giúp cho em học được rất nhiều trong việc là làm sao để mà có thể làm việc một cách chuyên nghiệp trong một môi trường trường đó. Thì có lẽ kinh nghiệm đơn giản nhất thì chắc sẽ là mỗi người sau khi mà nhận được cái vị trí thực tập đó, sau khi làm tất cả những việc quan trọng mà bạn đang có trình bày, như là học lead code, học interview, apply 500 600 công ty chẳng hạn, sau khi đã nhận được cái vị trí thực tập rồi thì hãy cố gắng gọi là làm việc tập trung, đến cơ quan thì lắng nghe và đặt rất là nhiều câu hỏi, tập trung giải quyết được vấn đề, thì những cái điều đó sẽ giúp cho các bạn đạt được điểm rất là cao trong mắt của người quản lý dự án. Và nếu mà người quản lý dự án mà thích bạn thì công ty sẽ, và nếu người quản lý dự án thích bạn và cảm thấy là bạn có thể làm việc tốt, thì công ty nó sẽ sẵn sàng đưa cái return offer cho bạn thôi. Còn nếu mà chẳng may mà không được thì hãy các cái công việc mà bạn đang như kể như là luyện tập về lead code, làm rất là nhiều các cái side project, các cái dự án riêng của mình, xây dựng portfolio và tiếp tục chiến đấu, tiếp tục apply các cái công ty khác, để mà mong được một cái vị trí chính thức về sau này. Cảm ơn chia sẻ của bạn Sơn ạ. MC cũng xin được chuyển tới bạn Sơn một câu hỏi mới đây của khán giả. Câu hỏi này thì sẽ hơi technical một chút. Đấy là cho em hỏi là năm nhất
nếu apply internship thì có nhất thiết phải có kinh nghiệm về languages, libraries, frameworks mà trùng với required tech stack của công ty không? Hay là mình chỉ cần biết một phần rồi vào đấy mình sẽ học sau ạ? Bạn này nếu mà apply năm nhất thì thật sự rất là tham vọng. Và tham vọng thì rất là tốt thôi. Thì thực ra là khi mà tham gia thực tập thì ở công ty nhỏ thì có lẽ là có, ví dụ như là cái công ty quản lý dữ liệu y tế của mình thì có đòi hỏi là mình phải biết một cái công nghệ gọi là REST API này, đại khái là để lập trình một cái tương tác mạng. Thì khi mà làm việc với các công ty nhỏ thì họ thật sự là cần kỹ năng cụ thể, bởi vì budget của họ có hạn hơn, họ muốn mình vào ngay và làm việc được ngay. Ở các công ty lớn thì hầu như là họ chỉ hỏi về coding interview thôi. Họ tuyển những người gọi là generalist, tức là những người có khả năng tư duy về máy tính nói chung, họ không cần phải biết một ngôn ngữ cụ thể nào cả. Sau khi mà bạn nhận được cái offer để mà đi thực tập rồi, thì lúc đó ở trong mỗi công ty, tùy theo công ty khác nhau, nhưng mà ví dụ như là ở Google thì sẽ có một cái quy trình gọi là host matching. Và trong cái quy trình host matching đấy thì người ta mới bắt đầu nhìn vào kỹ năng của bạn. Sau khi mà bạn nhận được offer rồi, người ta bắt đầu nhìn vào kỹ năng của bạn, xem là người ta bắt đầu hỏi bạn là bạn muốn làm gì, bạn hợp làm cái gì, và họ sẽ nhìn vào trong công ty xem là các cái nhóm này cần những dự án gì. Lúc đó thì project và người mới match vào nhau. Nó hết sức là cụ thể và nó không quá đòi hỏi một cái kỹ năng, một cái API, một cái library gì quá cụ thể cả. Và ngoài ra thì API và library, nhất là trong web, thì nó cũ đi rất là nhanh, cho nên là dường như là các công ty không quá yêu cầu bạn cần phải biết một cái gì, biết một cái API hay một library quá cụ thể cho vị trí đấy cả. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bạn Khánh Sơn. Vừa rồi thì trong quá trình trao đổi thì bạn cũng có nói về cái xây dựng portfolio, thì bạn hay là làm side project, thì bạn có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm này được không ạ? Dạ vâng, thì hồi xưa thì thật sự là side project thì gọi là làm theo sở thích vậy, tức là thích làm gì thì làm, thật sự là đúng là thích làm gì thì làm. Ví dụ như là ngày xưa thì em muốn làm cái hình quả cầu trên sao hỏa, xong rồi rót nước thử lên trên đấy xem cái đại dương nó được hình thành như thế nào ở trên đó. Thì đấy cũng là một dự án rất là hay. Dự án riêng thì có một cái lợi thế là bạn hoàn toàn có thể tỏa sức sáng tạo, không cần phải nghĩ đến một cái vấn đề quá là thật sự là quá là cao siêu, hay là không cần phải nghĩ rằng là vấn đề này liệu có nguy hiểm hay không, chỉ cần nó là một cái công nghệ mà tương đối là nhiều người dùng và thuộc về một chủ đề mà bạn rất là thích là được. Một cái mẹo mà mình hay làm và hay truyền đạt với các bạn ở hồi đại học là mình hay đi tham gia cái hackathon, không biết là bây giờ có còn cái chương trình đó không với tình hình COVID bây giờ, nhưng mà hồi xưa thì rất nhiều các cái trường khác nhau tổ chức các cái cuộc thi hackathon thường xảy ra trong vòng 2 đến 3 ngày, mà thực ra nó là một cái excuse để mà mình dành 2 đến 3 ngày làm ra một cái dự án hoàn chỉnh để mà show cho mọi người. Nếu mà nói vậy thì một là hãy cứ làm theo sở thích thôi, và nếu mà có mẹo gì thì có lẽ là nên set một cái expectation, một cái mong muốn vừa phải để mình đảm bảo là mình học được một kỹ năng hay mà mình thích và ra được một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể show cho mọi người. Còn về cái phần show như thế nào thì thường là có hai đường, một là xây dựng một cái website cho riêng mình, đường đó thì cầu kỳ hơn. Ngoài ra thì chỉ đơn giản là có một cái GitHub repository, tức là một cái tài khoản mà mình muốn mở trên GitHub để mà show code của mình cho tất cả mọi người. Như vậy là rất là ổn rồi. Đôi khi trong quá trình mà phỏng vấn đấy thì sẽ rất là tiện nếu như mà mình đang nói về một project rồi mình show luôn cái project của mình đấy lên, đánh luôn cái website của mình, show luôn cái project lên, hết sức là tiện khi mà phỏng vấn on site. Có là hackathon không? Có là hackathon. Ok, rất là cảm ơn chia sẻ vừa rồi của diễn giả Khánh Sơn ạ. Tiếp theo đây thì xin mời bạn Việt Tùng có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Tùng. Thì giới thiệu thêm một chút là mình có may mắn được thực tập ở Amazon hè năm ngoái với vị trí kỹ sư phần mềm ở team Digital Accounting and Royalties Technology. Nói chung là đảm nhận về gọi là Finance, Accounting với công nghệ Royalties của Amazon.
Và sau khi kết thúc chương trình thì Amazon cũng mời mình làm vị trí chính thức sau khi mình tốt nghiệp. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ thêm về kinh nghiệm của mình trong thực tập và mình làm gì để có thể nhận được return offer. Thì theo mình là cái lúc mà đầu tiên khi mình bắt đầu vào trong team meeting với mọi người, nói chuyện giới thiệu bản thân mình, gặp gỡ mọi người và được giao cho dự án ấy, thì bước đầu tiên mình làm là mình phải hiểu rõ dự án thực tập được giao cho mình là gì, tại sao cái dự án này nó tồn tại, nó giúp giải quyết được vấn đề gì của team và những cái pain point của customer. Và sau đó mình cũng hiểu về ngôn ngữ lập trình mình có thể sử dụng để develop dự án là những gì. Đấy, có thể là Java, JavaScript hoặc là Python mình sử dụng được ngôn ngữ gì. Đấy, thì là những cái này thì sẽ giúp mình có một cái gọi là clear vision, một cái để hiểu hơn một cái background để mình hiểu rõ về cái dự án đấy, và đồng thời cũng nó cũng inspire bản thân mình. Mình nghĩ là nếu mà mình một khi mình có một cái goal như vậy, bản thân sẽ được inspire để thích thú về dự án này hơn. Và bước tiếp theo ấy thì trước khi coding thì bạn nên làm cái gọi là system design. Bạn phải design cái system cho cái dự án đấy. Thì cái design này thì bạn có thể vẽ những cái component nào mà bạn thấy cần thiết cho cái dự án. Và sau khi design thì bạn viết hết tất cả mọi thứ ra một cái document ấy. Viết chi tiết càng tốt. Và sau đó set up một cái buổi meeting với cả team để có một cái design review. Đấy, thì là sau khi bạn cả team review cái design của bạn rồi và được approve thì lúc đấy bạn mới nên coding. Chứ nếu mà bạn không có cái bước này ấy, mà bạn code thẳng luôn ấy, thì là có thể là khi bạn code gần như là 80% của dự án xong rồi, xong cuối cùng nó lại không được như mình muốn thì đấy bạn phải làm lại từ đầu, nó rất là mất thời gian. Và mình cũng sẽ không recommend làm như vậy, nên có một cái system design và được approve đấy, mọi thứ như vậy rõ ràng. Và cái tiếp theo thì coding thôi. Thì khi code ấy, thì bạn nên take ownership cho cái dự án này. Ownership là sao? Là bạn nên chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ. Bạn nên chủ động set up meeting với coworker này hay đối tác này khi mà bạn có kiểu câu hỏi. Và đồng thời bạn cũng phải contribute, show cái individual contribution của bạn. Thường mọi người hay nói rằng là cứ hỏi đi, bạn cứ có câu hỏi gì thì hỏi đi, nhưng mà thực ra mình không recommend làm cái đấy lắm. Có nghĩa là sao, là bạn trước khi hỏi ấy, thì bạn cũng nên tự tìm hiểu hết bản thân bạn phải tìm hiểu trên ví dụ như trên website hay là nếu mà công ty ví dụ Amazon cũng có những cái internal tool nó hơi giống Stack Overflow một chút, là một cái trang web mà chuyên để hỏi những câu hỏi về tech ấy. Đấy, thì bạn nên đi tìm những cái câu hỏi và câu trả lời trên những cái đấy trước, do nói chung là tự bạn đi tìm câu trả lời trước. Nếu mà trong trường hợp nó mãi mà bạn chưa tìm được câu trả lời thì lúc đấy bạn mới nên hỏi teammate, coworker, chứ không phải là cứ có một câu hỏi thì là cứ nhắn tin hỏi luôn như vậy. Tại vì là như nào, tại vì là như vậy nó sẽ cũng làm mất thời gian, ảnh hưởng tới cả công việc của người khác nữa. Đấy, thì tốt nhất là bạn nên làm research bản thân bạn trước, rồi sau đó thì mới hỏi nếu mà bạn vẫn chưa trả lời được. Đấy, và kết quả cuối cùng thì nó cũng rất là quan trọng, cái sản phẩm, cái demo để mình có thể showcase demo ra. Và có một cái tip nhỏ này một chút là mình recommend nên chuẩn bị những cái giải pháp và chuẩn bị cả tinh thần nữa trong những cái trường hợp xấu xảy ra. Thì ngày xưa cái đợt năm ngoái ấy, mình có làm cái dự án thực tập của mình thì nói chung mình đã xong hết rồi, và khi mình deploy lên server thì nó bị vấn đề. Cái vấn đề này không phải vấn đề của mình mà đấy là một cái component, một cái service của team, nó đã lâu ngày không được deploy, và khi mình deploy nó có bị những cái conflict với cả những cái dependency cũ, thì nó không mình không thể deploy lên được. Thì thay vì là mình kiểu sợ quá, sợ là không kiểu give up everything, thì là mình giữ tinh thần nó khá là ổn định, và mình
came up ra một cái design khác, không 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 phải design khác mà một cái system khác nhỏ nhỏ. Mình viết một cái Python script để tạm thời deploy cái đấy ra một cái server khác và vẫn có thể showcase được cái sản phẩm mình trong cái buổi demo. Thì như vậy thì nó cũng show cho mọi người, cho manager, cho mọi người thấy rằng là à, mình là một người rất là kiên trì và mình không chịu give up dễ dàng như vậy. Đấy, mình khá flexible và mình có thể keep up ra một cái solution khác khi mà có vấn đề. Đấy, và luôn trong tất cả cái quá trình thực tập ấy, bạn luôn nên giữ một cái attitude là coi bản thân, treat bản thân bạn như một kỹ sư phần mềm chính thức, chứ đừng treat bạn như là một thực tập sinh bình thường mà thôi. Đấy, thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, tất cả mọi thứ mọi người sẽ đối xử bạn. Nếu mà bạn coi bản thân bạn như một kỹ sư phần mềm chính thức thì mọi người cũng sẽ coi bạn như một kỹ sư phần mềm chính thức. Đấy, thì đấy là tất cả những những cái tips và ideas của mình. Cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của Việt Tùng ạ. Phan Giang xin được gửi tới bạn một câu hỏi vừa rồi đây của khán giả. Là cho em hỏi anh Tùng là công việc software engineer thì cũng yêu cầu phải làm cả những việc liên quan đến design ạ. Câu hỏi. Vâng, thì là thật ra là cái mình không biết ở các công ty khác thế nào, nhưng mà ở Amazon thì bạn nên biết một chút về design, system design, biết một chút. Tại vì là thế nào? Tại vì bạn sẽ take ownership của cả cái dự án. Nó system là nó khá là general, kể hả? Khi bạn làm software engineer bình thường ở các công ty khác, mà các công ty đấy không bắt buộc bạn phải làm system design, thì bạn cũng nên biết một chút về system design để bạn hiểu hơn về cái high level, về những cái mà và mình có thể sử dụng được. Đấy, và bạn có một cái clear idea những thứ mà mình có thể áp dụng được. System design này thì cũng không phải là nó quá low level, nó không kiểu như infrastructure đến mức như vậy. Nó là kiểu như ví dụ như là bạn system design ở đây có thể là microservice chẳng hạn. Đấy, bạn có những cái component như là queues, những cái gọi là subscriber, publisher chẳng hạn. Đấy, nó high level, nó bạn làm một cái bản high level thôi. Đấy, thì theo mình là cũng nên biết một chút về cái đấy. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Việt Tùng ạ. Tiếp theo thì mời diễn giả Quốc Thái có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm ở công ty Microsoft ạ. Xin chào mọi người, mình là Quốc Thái. Mình xin giới thiệu một chút là hiện mình là kỹ sư phần mềm và hiện giờ mình cũng đang làm role là architect, tức là kiến trúc sư phần mềm ở đội của mình ở Microsoft. Thì mình đã làm ở Microsoft được hơn 5 năm và có kinh nghiệm trong việc vừa làm thực tập sinh, vừa phỏng vấn thực tập sinh và vừa hướng dẫn thực tập sinh trong trong môi trường này. Vì thế thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm của mình trong cả hai, ở hai phía, giữa người đi thực đi phỏng vấn và được người là người phỏng vấn. Thế thì nhìn chung trong trong cái ngành phần mềm này thì có hai kiểu phỏng vấn nói chung. Một kiểu thứ nhất và rất là phổ biến là phần trả lời câu hỏi về coding và design. Thì cái kiểu phỏng vấn này thì là người phỏng vấn sẽ hỏi ứng viên một đề bài về lập trình, về giải thuật hoặc là về cấu trúc dữ liệu, và ứng viên phải nghĩ ra cách giải quyết và viết code để giải quyết vấn đề này trong cái thời gian của cuộc phỏng vấn. Với kiểu phỏng vấn này thì là vốn là nó xuất phát từ những công ty lớn như là Google, Facebook, Microsoft, Amazon và các dần dần là các công ty khác làm theo. Vậy thì để chuẩn bị cho kiểu phỏng vấn này thì có rất là nhiều tài nguyên trên Internet về cách ôn luyện, có sách, rồi là có các trang web với các đề bài. Và các cái đề bài này có thể phân thành là từ công ty này hay hỏi đề bài như này, rồi là độ khó nó như thế này. Vậy thì để làm tốt cái phỏng vấn này thì các ứng viên cứ cày cuốc thôi. Mình thực ra thì mình là đều học sinh từ Việt Nam, chuyên việc cày cuốc đề bài là quen rồi. Và cái kiểu phỏng vấn này thì rất là phổ biến cho những cái vị trí mới
vị trí vừa mới ra trường hoặc là vị trí thực tập, hoặc là những cho những cái công ty mà cái mô hình tuyển dụng là khi tuyển dụng chung chung cho công ty chứ không phải tuyển dụng cụ thể cho một đội nào đấy. Ví dụ như kiểu là Google, như bạn Sơn đã nói thì là Google là tuyển dụng chung cho công ty, sau đấy khi mà mình được nhận rồi thì mới ghép giữa mình và một cái đội cụ thể nào đấy. Vì như thế cho nên là cái câu hỏi, cái cuộc phỏng vấn này nó thường là hỏi hỏi về đề bài như thế, thay vì là hỏi về cụ thể về một cái công nghệ cụ thể nào đó. Và cái kiểu phỏng vấn này thì theo ý mình ấy, thì là nó cũng rất là phổ biến, vì là người phỏng vấn không cần phải chuẩn bị nhiều lắm, chỉ cần chuẩn bị một đề bài mà chuẩn bị một vài câu hỏi nâng cao theo đó thôi. Còn cái kiểu phỏng vấn thứ hai và hiện giờ thì mình thấy ít phổ biến nhưng mà cũng đang dần dần được phổ biến thêm, là người phỏng vấn sẽ đọc CV của ứng viên và hỏi rất là sâu vào các cái dự án và những cái công việc đã từng làm trước đây. Trong cái kiểu phỏng vấn này thì người phỏng vấn phải xem là ứng viên đã làm những cái việc gì, có những cái dự án gì, công việc gì, và hỏi rất là kỹ về công việc đấy. Các câu hỏi có thể đi từ chung chung như là thế với cái công việc này thì bạn làm cái việc gì, sử dụng công nghệ nào, cho đến là cụ thể như là tại sao bạn dùng công nghệ như thế ở đấy, có những cái vấn đề nào với công nghệ này, và bạn ưu nhược điểm của công nghệ này như thế nào, và bạn xử lý, bạn vượt qua những cái nhược điểm đó như thế nào. Cái kiểu phỏng vấn này thì nó yêu cầu cái người phỏng vấn phải có một cái vốn kiến thức rất là rộng, mà có thể đã đưa ra được câu hỏi về bất kỳ cái ngành nào trong cái ngành khoa học máy tính này, và bất kỳ cái công nghệ nào mà ứng viên đã có thể làm trước. Và hiện giờ thì mình thấy là càng nhiều công ty sẽ phối hợp trong một cái buổi phỏng vấn có hai phần này luôn, người ta hỏi trước về CV của mình, sau đấy là đưa ra câu hỏi coding. Và cái này cũng là thực ra là tùy vào quy định của công ty hoặc là tùy vào ý của người phỏng vấn, tùy trong công ty có quy định phỏng vấn hay không. Vậy thì nếu mà với hai cái kiểu phỏng vấn như này thì để chuẩn bị tốt cho phỏng vấn thì sinh viên nên hay là ứng viên nên làm như thế nào? Thì thứ nhất là nên nghiên cứu xem là công ty này người ta hay phỏng vấn theo cách như nào. Trên mạng thì cũng có nhiều những cái diễn đàn rồi là những cái trang web nói về những mọi người chia sẻ kinh nghiệm là tôi đi phỏng vấn ở công ty này là người ta hỏi của tôi cách như thế này như thế này. Thế thì khi mà mình biết là công ty nó phỏng vấn theo cách thứ nhất thì bắt đầu cày cuốc thôi. Nhiều người nói là với những bạn mà chưa có nhiều kinh nghiệm mà muốn cày cuốc được vào Google qua cái vòng phỏng vấn coding như thế thì có thể mất một vài tháng, mỗi tối làm vài câu hỏi trên LeetCode rồi là Top Coder các thứ. Còn về cái cách phỏng vấn thứ hai thì mình cũng khuyên các bạn là khi mà mình làm side project, mình làm các cái dự án của khi mình ở trường hoặc là khi mình làm hackathon rồi là mình làm những cái công việc trước, thì mình nên hiểu rõ xem mình đang làm gì. Tức không chỉ là làm mà mình cũng nên hiểu là tại sao mình làm như thế. Mình cái giải pháp mình chọn như này nó có ưu nhược điểm như thế nào và tại sao mình chọn cái giải pháp như thế. Để mà khi sau mình được hỏi thì mình hiểu rõ là mình đã làm những gì và mình đóng góp được gì cho dự án này. Nhưng mà nói chung ấy, thì cả hai kiểu phỏng vấn này đều có mục đích là phân tích, kiểm tra cái khả năng phân tích một vấn đề của ứng viên và khả năng tìm ra phương án giải quyết và kỹ năng trực tiếp giải quyết vấn đề đấy của ứng viên. Tuy nhiên là cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu phỏng vấn thứ nhất lắm, vì vốn lúc đầu thì là nó có cái mục đích như là như thế, nhưng mà hiện giờ là vì tài nguyên trên mạng rất là nhiều về cái việc ôn luyện, cho nên là thay vì là nó kiểm tra về cách phân tích vấn đề của ứng viên thì bây giờ nó thành kiểm tra xem là ứng viên này đã cày, gọi là cụ thể cày, bỏ ra công sức cày chưa. Đấy là về việc đi phỏng vấn. Thế còn nếu mà mình đã vào được rồi, vào được công ty rồi thì làm thế nào để mình có thể thích ứng với cả công việc mới, rồi là mình có thể làm việc tốt. Thì như bạn Dan nói, rồi là bạn Tùng nói, và kể bạn Sơn nói, thì cái mình thấy cái việc quan trọng nhất ấy là cách mình đặt ra câu hỏi. Mình thì khuyến khích các bạn là không nên ngại đặt câu hỏi. Khi mình đi thực tập thì, nhất là đi về thực tập thì theo ý kiến của mình ấy, thì là không phải là mình đi để mình thể hiện là mình giỏi, mà mình đi là để mình tiếp thu kiến thức. Vậy thì không nên ngại đặt câu hỏi. Tuy nhiên là cách đặt câu hỏi nó rất là quan trọng. Như bạn Dan và bạn Tùng đã nói, thì là không nên là cứ có một vấn đề gì đấy là mình đã phải hỏi, mà là hỏi luôn.
mà mình nên tự tìm tìm tòi một tí xem là cái vấn đề này mình có thể giải quyết như thế nào. Sau đấy là có thể hỏi đồng nghiệp hoặc là hỏi mentor của mình là à, tôi gặp phải một vấn đề như thế này. À, tôi đã suy nghĩ và tôi đã tìm hiểu mà tôi có một cái giải pháp là thế này. Thì có thể bạn có thể cho tôi ý kiến đóng góp về cái phương án của tôi như này. Có tốt hay không hay là tôi nên tìm hiểu theo một phương án khác. Và khi mình đặt câu hỏi như thế thì thứ nhất là vì cái việc mình tìm hiểu trước rồi thì là mình đã có một cái ý kiến chủ quan, và khi mình đặt câu hỏi như thế thì mình có thêm một ý kiến khách quan của một người đã có kinh nghiệm nữa. Và như thế thì cái việc tiếp thu và cái việc tiếp thu và việc gọi là như nào nhỉ? Và việc học hỏi của mình nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ sâu hơn rất là nhiều. Đấy là về ý kiến của mình là thế. Còn về cái việc như các bạn nói là khi mình đi thực tập thì là mình phải nghĩ là mình cũng là kỹ sư rồi, thì mình hoàn toàn đồng ý cái việc đấy. Tại vì nói thật ra thì lúc mình đi phỏng vấn ấy, thì mình không không quan trọng lắm cái việc là bạn là phỏng vấn kỹ sư hay là bạn phỏng vấn thực tập sinh. Mình cùng hỏi một câu hỏi thế thôi. Còn cái việc đánh giá cái câu trả lời của các bạn thì là mình sẽ lúc đấy khi mình đánh giá thì mình sẽ xem là a bạn này đang học năm nhất, bạn này học năm tư rồi, là bạn này có kinh nghiệm rồi, thì cái đánh giá đến sẽ khác, còn câu hỏi thì cũng như nhau cả. Rất cảm ơn kinh nghiệm từ diễn giả Quốc Thái, nhất là từ phía góc độ cả người đi phỏng vấn và người phỏng vấn. Em xin được chuyển một câu hỏi tới diễn giả như sau ạ. Cho em hỏi về cách làm portfolio và CV để nộp internship cho năm nhất. Những project như thế nào thì nên cho vào và có nên tham gia các cuộc thi hackathon không ạ? Để thế mình sẽ phép trả lời câu này, thì là thứ nhất là với học sinh viên thì càng có nhiều kinh nghiệm càng tốt. Mình hackathon hay là làm bất kỳ cái công việc nào đều đều có ích cả. Tại vì khi mà hầu hầu hết với cá nhân của mình ấy, thì mình thấy là qua cái việc mình đi phỏng vấn sinh viên rồi là ứng viên thực tập rất là nhiều, thì 80% 90% sinh viên và ứng viên thực tập thì hầu hết là đều có các cái dự án trong trường. Nhưng mà khi mà mình chỉ có dự án trong trường ấy thì cùng một khóa học của mình có đến vài trăm người đều có dự án như thế. Thế thì làm thế nào để mình nổi bật ra được, đúng không? Thì mình phải làm những cái dự án ngoài. Cái hackathon thì cũng hoàn toàn mình thấy là cực kỳ có ích với cả học sinh sinh viên, vì nó là theo mình ấy, thì mình dùng cái thời gian hackathon là một cái thời gian để mình học một cái công nghệ mới trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Tại vì nhiều khi mình đi học thì mình chỉ học theo ở trường chẳng hạn, khi mình đi làm thì mình làm theo cái công nghệ mà công việc của mình yêu cầu. Thế nhưng mà khi mình làm hackathon là nó là một cái khoảng thời gian để mình có thể tìm tòi một cái nghệ mới, có tìm tòi một cái mảng mới trong cái ngành khoa học máy tính này. Thì khi mình càng tích lũy nhiều những cái kinh nghiệm như thế thì mình sẽ có càng nhiều vốn kiến thức để mà thể hiện ra khi mà mình đi phỏng vấn. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời vừa rồi của diễn giả Quốc Thái ạ. Tiếp theo thì Cho xin phép add thêm vào ý của anh Thái một chút là xin mời Sơn chia sẻ ạ. Có một cái khá là hữu dụng mà em nhận ra là khi mà em đi phỏng vấn công ty thì họ không những thường hỏi về một project của em mà họ thường hỏi là cái khó khăn lớn nhất và cái challenge lớn nhất mà em gặp phải khi mà đang làm cái dự án này là gì. Thì sau khi mình đã làm ra rất nhiều project rồi thì ngay trước khi phỏng vấn có một mẹo có thể khá hữu ích là không những là mình chỉ nói về cái project này tự hào xong mình quay trở lại, nhưng mà nên hiểu hết sức rõ ràng về cái project đó nữa, hiểu được là cái đóng góp của mình trong cái project đó, hiểu được cái quan của mình là gì, cái nói các cái concept, các cái khái niệm, các cái khái niệm để cho thấy rằng là à mình thật sự là hiểu và học về công nghệ này, thì thường là một điểm cộng khá là lớn theo kinh nghiệm của em khi mà đi phỏng vấn và cũng là khi mà hỏi phỏng vấn viên mà ở trong công ty của em. Rất cảm ơn chia sẻ của Sơn ạ. Tiếp theo thì em xin được mời Thanh Hằng có thể chia sẻ với các bạn góc nhìn của mình về chiều hướng phát triển cũng như là nhu cầu về ngành nghề mà chị theo đuổi ở ba nước là Mỹ, Pháp và Việt Nam không ạ?
Vâng, mời diễn giả chia sẻ về kinh nghiệm của mình ạ. Ok ạ, thì thực ra kiểu em nghĩ là kiểu so với tất cả bạn diễn giả hôm nay thì là mình là người hầu hết là kinh nghiệm mình là từ startup, tức là những công ty nó khá là nhỏ. Thì tóm lại là có một cái khá khác ở startup, tức là kiểu mình sẽ là người đóng góp của mình nó sẽ rất là nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh công ty. Ngoài ra và những quyết định của mình nó cũng sẽ gọi là nó rất là lớn. Ngoài ra thì mình sẽ làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo luôn, chứ mình hầu như là kiểu không phải làm với gọi là trưởng nhóm hay là mentor hay là gì đấy. Thì khi đấy thì cái được làm startup thì ngoài cái việc là mình có kinh nghiệm về kỹ thuật thì mình cần kiểu có cái mindset về kiểu con người nữa. Tức là kiểu phải biết làm việc với con người và có tầm nhìn. Tức là tầm nhìn về kiểu gọi là hướng phát triển của công ty về cái sản phẩm mà mình đang sử dụng và mình đang develop. Và ngoài ra thì kiểu có cái phải có khả năng kiểu gọi là time management rất là tốt. Thì có hai cái ở trong công ty mình chẳng hạn thì có hai motto. Thứ nhất là ready, aim, fire và say what you do, what you say. Thì ready, aim, fire tức là kiểu trước khi mình bắt đầu làm một cái phần của dự án hoặc là làm cái gì, thiết kế một cái gì chẳng hạn, thì mình cần phải gọi là như Tùng nói là phải có system design. Và cái system design đấy thì phải documented. Và khi mà bất kể một engineer muốn thay đổi một cái decision thì buộc phải biết document, chứ không thì kiểu không ai có thể biết được. Kiểu mình không thể gọi là thay đổi một cái quyết định, thay đổi một cái thiết kế và kiểu tự nhiên mình thay đổi chứ không nói cho người khác, kiểu như vậy. Thì đấy là ready và aim fire, thì tức là sau khi mà mình đã có thiết kế và nó rõ ràng rồi thì mình mới có thể kiểu gọi là develop. Và trong quá trình develop đấy thì nói chung là cũng phải theo một cái process nhất định. Còn say what you do, do what you say nó là một cái concept rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Thì kiểu cái việc làm startup thì buộc mình phải kiểu có cái khả năng gọi là kiểu how say like kiểu determine cái scope của mình và biết là cái khoảng thời gian mình cần làm một cái task như thế này là bao lâu. Thì khi đấy thì mình sẽ ok, mình nói là mình sẽ làm cái này và mình buộc phải đạt được cái điều đấy trong cái khoảng thời gian nhất định, tại vì nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái team khác, những cái phần khác của dự án. Và khi mà nó ảnh hưởng đến những phần khác, nhất là trong cái startup, thì nó sẽ rất là nguy hiểm, đại loại như vậy. Còn ở trong công ty lớn thì kiểu hầu như là một người sẽ gần như là nó là một cái phần của một cái rất là to hơn, kiểu như vậy. Đấy thì ở trong startup thì được cái một cái khá là hay, đấy là mình sẽ gần như là sẽ thiết kế hoặc là làm một cái sản phẩm từ đầu đến cuối. Còn ví dụ là ở trong công ty lớn thì có thể cái sản phẩm của mình nó chỉ là một phần nhỏ của một cái system nó rất là lớn, kiểu như vậy. Thì khi đấy là mình sẽ cần có cái nhìn bao quát hơn về về sản phẩm. Còn how say kiểu về trải nghiệm của mình thì mình bắt đầu là làm kỹ sư engineer, xong rồi mình lên làm trưởng nhóm. Thì lên làm trưởng nhóm nó cũng có khá là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Thì có một cái đấy là thực ra là về mặt kỹ thuật thì cái team của mình làm rất nhiều dự án khác nhau, mỗi người thì lại có một cái phần gọi là chuyên môn riêng của mình. Và khi mà làm trưởng nhóm thì thực ra là mình cũng không thể biết hết kiểu tất cả những gì mà mọi người làm, tức là về mặt chuyên môn mình không đủ giỏi bằng các bạn team member của mình. Thì khi đấy thì cái skill quan trọng nhất là khi mà pair programming với các bạn ấy, đấy là kiểu mình cần phải biết nhiều kiến thức ở nhiều mảng khác nhau. Tức là kiểu về phần mình stack của mình thì kiểu từ hardware low level C, C cộng cộng các thứ, xong Java cũng biết một tí, đại loại vậy. Tức là kiểu mỗi thứ mình biết một tí nhưng mà kiểu đủ để nói chuyện với các team member của mình. Ngoài ra có một cái nữa mà mọi người cũng hay nói, đấy là quan trọng nhất là biết cách đặt câu hỏi, đặt câu hỏi để kiểu gọi là mở rộng cái suy nghĩ riêng của team member, kiểu như vậy. What else?
Yeah, ngoài cái đấy ra thì để xem nhu cầu ngành nghề mà mình theo đuổi ở ba nước thì thực ra là về mặt kỹ thuật thì về mặt technology thì ở đâu cũng cần thôi. Còn có một cái khá hay ho đấy là khi mà mọi người theo đuổi ngành nghề này thì nó sẽ có rất nhiều community hoặc là network hoặc là những event để networking. Thì khi mà mình gặp những người khác thì nó sẽ gọi là kiểu phát triển thêm cái kiến thức của mình về một ngành nghề nhất định. Ngoài ra là sẽ có thêm nhiều connection có thể giúp đỡ cho mọi người trong kiểu tương lai chẳng hạn. Thì đặc biệt là khi mà làm ở trong môi trường kiểu công ty nhỏ hoặc startup thì hầu hết những cái referral của mình sẽ là những cái kiểu công việc mới nó sẽ là qua referral, hoặc là muốn vào một cái startup này thực ra phải do mình quen một người nào đấy làm trong cái startup đấy hoặc là người ta biết kiểu như thế. Còn cái việc tuyển dụng ở trong startup thì thực ra nó rất là thú vị, tại vì startup sẽ không phỏng vấn như những công ty lớn. Tại vì thực ra mình cũng phỏng vấn một vài startup rồi thì họ có thể tất nhiên là họ sẽ có một cái interview là ban đầu để tìm hiểu nhau thôi, và thường là họ sẽ nhìn cái những người sẽ tìm những người mà không hẳn là kiểu quá giỏi về một thứ mà thực ra là những người có potential, tức là kiểu những người có thể học rất nhanh, học rất nhiều và kiểu willing to learn different things kiểu như thế. Ngoài ra thì có một cái kiểu phỏng vấn khá là hay đấy là take home project, tức là kiểu mình không phỏng vấn kiểu trực tiếp một và kiểu gọi là pair programming hoặc là whiteboard các thứ, mà là kiểu sẽ đưa cho kiểu interviewee một cái bài để họ làm trong vòng một ngày 24 giờ chẳng hạn, xong rồi họ cũng phải gửi lại cho mình và khi đấy là mình sẽ review. Thì cái phần take home test đấy nó sẽ thể hiện là ok kiểu cái người đấy nó họ giải quyết một vấn đề như thế nào, và khi mà họ có thời gian và họ nghiên cứu thì nó sẽ biết hơn là kiểu cái việc mà kiểu cái người đấy nghiên cứu và học cái mới như thế nào đã vậy. Còn gì nữa không nhỉ? Thì ngoài ra thì cái trải nghiệm học tập của Thanh Hằng cũng rất là thú vị, tức là bên cạnh việc là học undergrad ở Mỹ thì bạn cũng có đi học thạc sĩ ở Pháp nữa, thì bạn có thể chia sẻ là ví dụ ưu điểm và nhược điểm của mỗi bên hay là cái sự khác nhau về môi trường ở hai cái quốc gia này không ạ? Thì thực ra là có một cái khá khác đấy là ở Mỹ thì mình học ở vùng quê và ở Pháp mình học ở Paris luôn. Thì ở Mỹ có một cái rất hay đấy là kiểu họ sẽ thiên về những cái khá là mình sẽ làm nhiều homework project hơn kiểu như thế, và nó sẽ thiên về kiểu cái phần practical. Thực ra kiểu kể cả undergrad với cả master thì mình đều học electrical engineering thôi, thì nó lại không hẳn là CS, nhưng mà thì nói chung là cảm giác là ở Mỹ thì nó có nhiều exams, homework để mình review lại kiến thức hơn ấy. Còn ở Pháp thì hầu như là sẽ đến lecture, sau đấy thì cuối năm sẽ có một bài kiểm tra rất to và nó sẽ gọi là kiểu quyết định luôn cả điểm mình của cả kỳ đấy. Nhưng mà một cái ở Pháp đấy là họ sẽ rất tốt về phần khoa học cơ bản, tức là họ dạy rất kỹ về những cái kiểu toán, vật lý, các thứ như vậy. Ngoài ra là hồi mình học ở Pháp thì rất nhiều các thầy cô lại là người ở trong industry chứ không hẳn là gọi là ở trong academia. Thì có thể là đấy là cái nature của cái program của mình, thì là họ sẽ, nhưng mà họ vẫn giải thích hoặc là giảng rất nhiều về phần lý thuyết. Mặc dù thế thì họ vẫn giảng rất nhiều về phần lý thuyết, nên là nói chung là ở Pháp thì học nó sẽ lý thuyết hơn một tí, thỉnh thoảng thì cũng sẽ có lab. Nhưng mà ngoài ra thì có một cái điểm mạnh ở Pháp, nói chung là cái trong trải nghiệm mình ở Pháp đấy là cái địa điểm của nó khá là quan trọng, tại vì ở đấy thì mình đi
rất nhiều những kiểu gọi là meetup, và qua đấy thì quen được rất nhiều người làm startup hoặc là làm công ty lớn ở trong ngành. Ngoài ra là có những conference mà kiểu gần như là tất cả các công ty công nghệ ở châu Âu nó đến, thì ở Pháp nó lại là 1 năm 1 lần. Ngoài ra không chỉ công ty công nghệ ở châu Âu mà kiểu trên thế giới, thì khi đấy là mình có cái trải nghiệm với rất nhiều cái công nghệ khác nhau rất là hay ho. Thì đấy là kiểu cái benefit của cái địa điểm đấy. Vâng, xin cảm ơn diễn giả Thanh Hằng ạ. Hiện tại thì MC cũng nhận được một câu hỏi từ bạn Đức Khải, và câu hỏi này thì có lẽ là sẽ gửi tới Thanh Hằng luôn, bởi vì là cũng có liên quan một chút tới background. Đấy là em có câu hỏi là để có thể học theo ngành CS thì cần học tốt về math, thì ngoài ra có cần tốt ở môn nào khác, ví dụ như là physics không ạ? Ok, thì thực ra là cái này thì kiểu trong cái curriculum của CS thì chắc chắn là sẽ có toán, kiểu nếu mà Bachelor of Science thì sẽ có physics. Thì thực ra là những môn khác nếu có thì nó cũng chỉ luyện cái tư duy logic của mình thôi. Còn cái việc học tốt hay không, những môn khác hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái domain mà mình làm chẳng hạn. Ví dụ như là nếu mà, ví dụ là cái công việc của Hằng thì làm các máy móc trong nghiên cứu khoa học, gọi là microfluidics, sản xuất vaccine, xong kiểu thiết bị y tế các thứ, thì đúng là mình sẽ cần biết một tí về về phần cứng, về vật lý kiểu như vậy để mình biết cái mà mình đang làm là cái gì. Còn nếu mà, nói chung là tùy vào cái công việc mà bạn sẽ làm, nếu mà nó cần cái kiến thức về ngành đấy thì nó sẽ ok thôi. Nhưng mà về nhìn chung thì thực ra là chủ yếu là cần tư duy logic và common sense thế thôi. Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của bạn Thanh Hằng ạ. Bây giờ thì đã đến 11 giờ và MC xin phép là được chuyển sang phần Q&A dành cho tất cả các diễn giả. Vâng, thì bây giờ thì trong cái quá trình mà diễn giả đang chia sẻ thì cũng có rất nhiều câu hỏi tiếp tục được gửi đến, và sau đây thì ban tổ chức cũng sẽ xin phép là lọc ra những câu hỏi nổi bật nhất để gửi tới các diễn giả trong chương trình. Câu đầu tiên ạ, thì là những công nghệ nào sẽ phát triển trong ngành khoa học máy tính trong 5 năm tới? Câu này thì xin phép được hỏi bạn Tùng đi ạ. 5 năm tới hả? Đây là thời gian cũng khá dài đấy nhỉ. Thì nó nói chung là theo mình thấy ạ, theo personally thì mình thấy là có một cái mà mình nghĩ là có rất là nhiều potential để phát triển rất là nhanh và rất là mạnh, đó chính là Web 3, decentralized application, mọi thứ nó dựa vào cái công nghệ blockchain. Là để giới thiệu một chút là hiện giờ ấy, các website và các hệ thống hiện giờ nó đang được host gọi là centralized. Có nghĩa là sao, nó sẽ đặt ở một cái server nào đó, ví dụ trên cloud của AWS của Amazon hoặc là Azure của Microsoft chẳng hạn. Đấy, nó là nhưng mà tất cả nó đều centralized vào một cái server. Và nếu mà ví dụ như là đó thả bom nguyên tử gì đó vào chỗ đấy thì nên ý là mọi thứ của bạn, cái server đấy sẽ mất đi. Hay là nếu mà công ty Amazon đột nhiên một ngày nào đó bị sập chẳng hạn, thì ý là cái server hoặc website của bạn sẽ bị ảnh hưởng, ý là sẽ bị đóng. Thì có một cái là decentralized, có nghĩa là sao, có nghĩa là cái code của bạn sẽ được copy ở nhiều các máy, ở nhiều máy khác nhau, ở nhiều máy của tất cả người sử dụng ấy, người tham gia vào cái blockchain, thì là nó sẽ có giữ cái copy version của cái có bạn ở trong đấy, và nó sẽ không bị gọi là interrupt hay là gì cả. Đấy, thì kiểu có 2, 3, 4, 5, 6 máy mà bị hỏng thì vẫn còn cái máy còn lại để giữ cái network on chain, thì mọi người vẫn có thể sử dụng được. Đấy, thì là bây giờ cũng có nhiều các website, nhiều thằng cũng làm blockchain, thì cũng rất là
nổi rồi, crypto currency mọi thứ, thì tất cả những cái này khi mà ví dụ trên server của bạn thì bạn phải trả tiền cash đúng không? Để duy trì server. Thì đằng này ở chỗ blockchain thì nó sẽ có một cái gọi là tokenomics, nó là ví dụ như cái token, những cái crypto chẳng hạn, nó sẽ trả tiền để cho cái incentive cho những người mà giữ code của bạn trong máy họ. Thì kiểu nôm na là như vậy. Thì mình thấy công nghệ đấy cũng rất là hay, bản thân mình cũng rất là thích, cũng rất là tìm tòi rất nhiều về blockchain, và cũng personally cũng đầu tư một chút về crypto. Đấy, thì là theo mình thấy là như vậy. Cảm ơn chia sẻ của Việt Tùng ạ. Có diễn giả nào muốn chia sẻ thêm về blockchain không ạ? Đây cũng là một chủ đề đang rất là popular. Mình muốn chia sẻ một tí, thì nói chung đây là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, và cũng không nên gọi là coi cái việc cái ý kiến cá nhân của mình nó là có chính xác hay không, tại vì đương nhiên là không ai có thể nói là tương lai là thế nào. Thế nhưng mà về cái mảng blockchain ấy, thì theo mình thì cái cốt lõi của cái blockchain là cái khả năng lưu lại các cái thỏa thuận và giao dịch hoặc là văn bản các bên mà không cần một cái bên trung gian nào được tin tưởng. Và cái công nghệ đấy thì là nó, theo mình thấy là nó rất rất hữu dụng cho một số những cái trường hợp rất cụ thể. Ví dụ như là lưu trữ về hồ sơ cá nhân, hoặc là lưu trữ về về bằng cấp, rồi là những cái trường hợp như kiểu ở những cái đất nước mà không chính trị không ổn định, có thể sử dụng cái hệ thống blockchain này để làm hệ thống tiền tệ. Tuy nhiên là mình cũng muốn đưa ra một cái ý kiến trái chiều một tí, là mình cảm giác là hiện giờ cái công nghệ blockchain nó đang rất là hot vì cryptocurrency bây giờ giá rất là cao, cho nên là rất nhiều công ty là muốn làm blockchain như này để kiếm tiền rất là nhanh. Và cái việc này thì mình thấy khá là giống như kiểu tầm 5 năm trước ở Việt Nam rất là nổi phong trào làm IoT. Và hồi đấy thì ở đâu cũng thấy có, xong rồi hội thảo, rồi là đầu tư các thứ rất là nhiều. Và sau đến gần đây thì cái công nghệ IoT này thì nó vẫn hoạt động rất là mạnh. Tuy nhiên là nó đã vào một số những cái ứng dụng rất cụ thể. Và nó không phải là áp dụng vào tất cả mọi thứ như là hồi đấy gọi là IoT là tương lai, các thứ mọi thứ đều làm như thế. Thế thì mình cũng nghĩ là về tương lai trong 5 đến 10 năm tới thì blockchain nó cũng sẽ như thế, tức là nó là một cái công nghệ rất có hữu dụng cho một số những cái ứng dụng cụ thể, và nó sẽ tập trung vào những cái ứng dụng đó. Vậy thì trong tầm 5 năm tới thì sẽ có rất là nhiều công việc trong cái ngành blockchain này. Thế nhưng mà tầm 10 năm trở đi thì có thể sẽ ít hơn và nó sẽ tập trung cụ thể hơn. Rất là cảm ơn câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo thì MC cũng sẽ tiếp tục gửi tới các câu hỏi cho các diễn giả. Và trong cái quá trình mà nhận các cái thông tin này thì Phan Giang thấy là có một điểm chung là các bạn thường rất là quan tâm tới những cái tài nguyên, những cái resources, các cái trang web, rồi những cái có thể là về kết nối network này, hay là những cái công cụ để học code, vân vân, tức là những cái địa chỉ mà các anh chị thường sử dụng. Vì vậy là trong cái thời gian Q&A còn lại của chương trình thì nếu các diễn giả có thể là gõ lại để chia sẻ trong phần chat box những cái nguồn hay là những cái trang web mà các anh chị vừa nói đến ở trong cái webinar thì cũng sẽ rất là hữu ích cho các khán giả của chương trình. Vâng, sau đây thì MC xin được gửi tới một câu hỏi tiếp theo. Từ phía phụ huynh ạ, có một phụ huynh đã tham gia chương trình này và theo dõi câu trả lời vừa rồi. Chào ban tổ chức và các khách mời, mình là phụ huynh của một bạn học sinh cấp 2. Hiện tại con có học lớp lập trình game và thấy con khá thích, gia đình cũng nghĩ cho con theo học ngành nghề này. Vậy theo các em có nên học trau dồi nhiều thực tế qua các lớp như thế này không? Hay là mình cứ tập trung vào các môn học toán lý hóa trước? Cảm ơn chương trình. Vâng, xin mời Khánh Sơn trả lời câu hỏi ạ. Em xin trả lời câu hỏi này và cháu chào bác. Tức là ngày xưa thì cháu có cháu muốn chắc là vì ngày xưa đúng là cháu có làm game vào năm cháu lên lớp 8. Thì
Thật sự là hồi bé thì hồi đấy thì còn trẻ con thì thật sự là cũng không biết gì cả, chỉ là làm vì đam mê thôi. Nhưng mà cháu thật sự cảm thấy là cái đam mê đấy nó giúp cho cháu giữ lửa trong ngành với một thời gian hết sức dài. Hồi đó cháu chỉ là cái game hết sức là đơn giản, như là nó một cái trò chơi bóng đá mà mình điều khiển một số người xong rồi nó chạy loanh quanh, quả bóng cũng chạy loanh quanh, sút vào lưới thì mình tăng thêm số 1 thôi. Nó là hết sức là đơn giản, nhưng mà cái mà cháu cảm thấy rất là đáng quý với đó hồi đó tức là cháu làm ra được một sản phẩm của riêng mình, và đấy là một cái niềm đam mê thật sự rất là lớn và hết sức là đáng trân trọng. Nó giúp cho mình kiểu hoàn thiện được một ý tưởng từ đầu đến cuối. Đấy là một cảm giác mà cháu cảm thấy là hết sức là đáng có với tư cách là một người mà làm sản phẩm trong thời gian dài. Như vậy thì tất nhiên là đổi lại thì không nên làm game, chơi game nhiều quá. Tất nhiên là phải để ý tập trung học hành trên lớp rồi. Nhưng mà cháu nghĩ là nếu như mà mọi thứ đều ở trong khuôn khổ thì không có lý do gì mà mình phải cấm đoán các em trong việc thỏa sức đam mê cả. Có đam mê đã khó rồi thì bây giờ em lại có. Vậy thì có lẽ việc của mình là làm sao để phát triển cái đam mê đó một cách hợp lý. Rất là cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Khánh Sơn ạ. Ngoài ra thì MC cũng vừa mới nhận được thêm một câu hỏi khá là thú vị liên quan đến một đề tài cũng mới, đấy là Metaverse. Thì khán giả có câu hỏi là các anh chị nói thêm về cơ hội ngành CS ở trong Metaverse, thì không biết là có diễn giả nào có thể chia sẻ về đề tài này không ạ? Hiểu Đan thì em thấy sao? Em sắp làm ở Facebook đúng không? Vâng, thì công ty Meta thì em theo được biết thì hiện giờ thì có Microsoft với lại SoftBank, không biết là SoftBank đầu tư vô một số startup nào đấy, thì là và có Meta thì là một trong ba những cái công ty lớn làm về cái mảng Metaverse này. Thì em thấy là nó còn rất nhiều bài toán để giải quyết. Nói chung là nó là một thứ rất là mới và có rất nhiều bài toán, ví dụ như là về machine learning, về mảng hardware, computer vision, rồi AR, VR, những thứ đó thì em cảm thấy là chắc chắn là sẽ đưa ra nhiều cơ hội sử dụng cho các bạn. Đặc biệt thì đối với Facebook thì như em được biết thì là cái mùa thu vừa rồi, sau khi mà họ announce cái kế hoạch tương lai để phát triển Metaverse thì họ tuyển dụng rất là nhiều. Nên là em nghĩ là nó sẽ là một cái cơ hội lớn cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới tham gia khoa học máy tính khi mà vào đại học cái thời gian gần đây, thì sẽ là cơ hội lớn cho các bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hiểu Đan. Có khách mời nào muốn chia sẻ thêm về Metaverse không ạ? Ngoài ra thì cũng có một câu hỏi khác vừa mới gửi tới chương trình, thì MC cũng xin đặt câu hỏi. Đây là câu hỏi dành cho diễn giả Thanh Hằng ạ. Là em muốn hỏi về cơ hội việc làm của ngành CS ở Việt Nam, đặc biệt là đối với nữ, cụ thể là có những cái khó khăn hay lợi thế gì không ạ? Ok ạ. Thì thực ra là ở Việt Nam thì mình thấy gần đây có rất nhiều những kiểu gọi là gì, tổ chức và công ty rất là gọi là gì nhỉ? Kiểu welcome các bạn nữ engineer vào làm. Thì thực ra là mình nghĩ là ở Việt Nam thì nếu mà các bạn làm ở những công ty và có văn hóa nó mở thì nó sẽ làm cái gì đấy nó sẽ rất là hay ho, nó không, mọi người sẽ rất welcome. Tất nhiên là những công ty mà văn hóa nó hơi đóng hơn một tí thì kiểu mình sẽ hơi cảm thấy có một cái gì đấy. Nhưng mà về nhìn chung thì kiểu hầu như là các công ty ở Việt Nam thì đều rất thích kiểu các bạn nữ và làm software engineer, nên là cái đấy không có vấn đề gì. Còn gì nữa nhỉ? Còn đối, nếu mà CS thì hầu như là sẽ không có khó khăn gì về đối với nữ giới. Nếu mà kiểu thuần engineer về mặt phần cứng thì sẽ hơi có một tí, tại vì là nhất là kiểu kỹ sư cơ khí chẳng hạn,
thì hầu như là sẽ ít có cơ hội cho nữ giới hơn. Nhưng mà về CS thì tại vì là hầu hết là việc về máy tính và nó cần, nó chỉ cần là mình kiểu có tư duy logic thôi mà, nên là kiểu và nữ với nam thì mọi người đều sẽ như nhau thôi, nên là nó cũng không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì mình thấy là ở Việt Nam cũng như là ở thế giới, cái movement cho women engineer nó rất là lớn, nên là và nhiều khi là kiểu mọi người cũng muốn là kiểu có cái sự diversity ở trong một cái team ấy, để kiểu làm việc nó sẽ có nhiều ý tưởng hay ho hơn, nên là kiểu yeah. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Thanh Hằng. Công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính thì cũng là những ngành mà đòi hỏi tính hiệu quả rất cao, nên là cái tư duy logic và cái kết quả mình làm ra được thì vẫn là quan trọng nhất, bất kể là với nữ hay là nam. Vâng, tiếp hỏi các trường đại học có thế mạnh về ngành này Canada. Vâng, thì tham gia chương trình hôm nay thì cháu xin nói một tí về cái thị trường việc công nghệ ở Canada nói chung. Thì theo từ trước đến nay thì hầu hết các cái công việc ở Canada, thứ nhất là có những công xuất phát từ Canada, ví dụ như là Slack rất là nổi tiếng, thực ra là xuất phát từ Vancouver, rồi là Shopify gần đây là một công ty rất là lớn về ngành e-commerce cũng là từ Canada. Rồi có những công ty cũng rất nhiều công ty lớn ở Canada, ví dụ như Microsoft ở Canada có tầm gần 2.000 nhân viên. Amazon cũng khoảng tầm như thế. Rồi Facebook, Apple và các công ty khác cũng đang muốn tiến vào thị trường ở Canada. Tuy nhiên là vì Canada khá là gần Mỹ và hầu hết các cái thành phố mà có công việc này ở Canada, nó là ở, thứ nhất là ở Toronto là một, Vancouver là hai, Montreal là ba, thì là ba cái thành phố này thì cũng khá là gần với cả Mỹ. Cho nên rất là nhiều công việc nó là khi đỗ các cái ứng trúng tuyển thì nhưng chưa có visa ở Mỹ để làm ở đây. Hay là cái trường công nghệ hiện tại thì về mức lương cao bằng Mỹ được, vì cái môi trường ở Mỹ có rất là nhiều công ty cạnh tranh với nhau, ở Canada ít hơn. Cho là đấy cũng là một phần để mọi người cân nhắc. Tuy nhiên là về các trường đại học thì về chất lượng trường đại học ở Canada rất là tốt, và rất là thì là nó rẻ được khoảng bằng tầm ở Mỹ. Ví dụ như là những trường Waterloo ở Canada, ở bên phía tây của Canada, à phía đông của Canada, thì trường đấy gần như được coi như chi của Canada. Rồi là có những cái trường như là UBC ở Vancouver, Simon Fraser cũng gọi là có khá là Peter Science, U Toronto, rồi là Windsor University, những cái trường đấy thì khá là nổi tiếng, có những rất là nhiều học sinh đi học thực tập ở các công ty lớn ở Mỹ. Theo ví dụ như kiểu kinh nghiệm của cháu chẳng hạn, thì là tầm 5 năm trước ở Microsoft, một 2.000 sinh viên thực tập thì phải đến tầm vài trăm là từ, tại vì trường đấy có cả một cái recruiter chuyên cho cái trường đấy để tuyển học sinh từ đấy. Và các trường ở Canada thì hầu hết là đều có co-op, tức là có các cái kỳ mà mình tập trung đi làm lấy tín chỉ để có kinh nghiệm. Vậy thì theo ý kiến cá nhân của cháu thì cháu thấy Canada khá là một cái môi trường khá là tốt nếu mà mình muốn tham gia vào cái ngành này. Tuy nhiên là cũng nên để ý một chút là việc cái mục tiêu lâu dài của mình là nếu mình muốn đi sang Mỹ làm thì cái thù lao sẽ cao hơn, hoặc là nếu mình muốn ở Canada làm vì những cái mục đích khác, ví dụ như kiểu là thấy thích ở Canada hơn, hoặc là thích hoặc là mục tiêu di cư định cư có thể Canada dễ hơn, thì cái mức thù lao nó sẽ thấp hơn ở Mỹ một chút. Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ cụ thể về môi trường ở Canada từ diễn giả Quốc Thái. Tiếp theo thì có một câu hỏi dành cho Thanh Hằng ạ. Mình muốn tìm hiểu một số trường có thế mạnh về CS học bằng tiếng Anh tại Pháp. Cảm ơn. Okay.
thì thực ra là những trường CS thường mình chỉ biết những trường ở Paris thôi, cũng không biết những trường ở những chỗ khác. Thì thực ra là mạnh về CS ở Pháp thì có thể là bạn có thể vào hoặc là thì thực ra kiểu ở Pháp có một cái trường rất to, nó là bao gồm rất nhiều trường nhỏ, đấy là trường University of Paris, hoặc là kiểu có một cái thường thường là nó sẽ gần như là một cái group of school. Thì mình vào cái group thì họ sẽ mắc, hoặc là Institute Mines Telecom, hoặc là Institute Polytechnic là cái trường mình học. Đấy đã là vậy, thì cái đấy nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Thì hầu hết những cái trường đối như thế thì sẽ có dạy bằng tiếng Anh. Yeah. Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của Thanh Hằng ạ. Có thêm một câu hỏi nữa từ khán giả là: cho em hỏi, nếu muốn làm software engineer thì ngoài CS và software design thì em nên đăng ký những course nào nữa ạ? Em cảm ơn các anh chị. Câu này thì xin phép là được hỏi bạn Việt Tùng đi ạ. Xem nào. Cái này nói chung là nếu mà bạn mình thấy có đây nhá, software design, system design, và mình nghĩ là bạn cũng nên biết một chút về kiểu những cái infrastructure, những cái gọi là kiểu deployment, những các công nghệ framework. Ví dụ như framework thì cũng có rất là nhiều loại. Nếu mà bạn quan tâm tới kiểu như là về UI thì framework thì cũng có mấy thằng lớn như là Angular, React hay là Vue.js. Về backend thì cũng có JavaScript, thì có thằng Node.js hoặc là Spring. Thì mình recommend là nên tìm hiểu. Nói chung là thật ra là mình thấy cái ngành này không thật sự để mình stand out là mình nên biết càng nhiều càng tốt, biết kiểu như là biết dài càng nhiều về knowledge về mọi thứ, chứ tất cả ví dụ như là về data structure chẳng hạn, bạn cũng nên biết rằng là có những cái data structure nào, hash table hay là gì đó để tăng cái giảm cái gọi là time complexity, hoặc là biết về những cái framework như mình vừa nói ban nãy, hoặc những cái library mà bạn có thể áp dụng. Tại vì là sao, trong thực tế bạn không thể là reinvent ý là bạn không thể là viết code from scratch, reinvent the wheel từ đầu, mà bạn sẽ sử dụng những cái library hoặc framework như vậy. Thì mình nghĩ là cứ explore càng nhiều càng tốt, và bạn deploy ra một cái sản phẩm thực tế, gọi là sản phẩm personal project, nhưng mà thực tế mà bạn có thể show ra như là một cái website, hay là một cái bạn cứ làm thử một cái một trang web e-commerce chẳng hạn, cũng rất là hay. Dùng những cái database khác nhau, kiểu như là MySQL hoặc là những cái thằng gọi là NoSQL cũng được, MongoDB, DynamoDB đầy đủ. Thì mình nghĩ là cứ explore như vậy, chứ không nên là chỉ, tại vì là mấy cái đấy ấy, được cái rất là hay ở cái ngành CS này là nó có rất là nhiều online resource trên mạng, nên bạn có thể kiếm được rất là nhiều document API mọi thứ, và YouTube, Udemy, những cái course như vậy đấy, thì xem qua và thực sự deploy một cái như thế. Chứ còn nếu mà chỉ học trên lớp thôi, một cái code Java hoặc C++ thì nó sẽ chỉ dừng lại tại vậy. Đấy, còn mình nghĩ thực tế ra nó còn rất nhiều cái nữa, như là làm front end, làm back end, làm cái back end kết nối database mọi thứ. Đấy, thì mình recommend xem qua những cái framework library như vậy. Cảm ơn Việt Tùng. Tiếp theo thì có một câu hỏi thì xin phép là được gửi tới các diễn giả. Đấy là: các anh chị có lời khuyên gì về ngành học cho các bạn học sinh cấp 3 có hứng thú với cả các môn xã hội và tự nhiên như là ComSci và STEM, và đâu là lý do các anh chị đam mê ngành khoa học máy tính ạ? Em cảm ơn. Câu này thì chắc là xin được gửi tới bạn Hiểu Đan ạ. Em xin hỏi lại là định hướng nghề nghiệp ấy ạ?
À đây thế thì MC xin đọc lại câu hỏi ạ. Tức là các anh chị có lời khuyên gì về ngành học cho các bạn học sinh cấp 3 và có hứng thú với các môn xã hội và cả tự nhiên như là Comsci và STEM, và đâu là lý do các anh chị đam mê ngành khoa học máy tính? Thì em xin được phép trả lời là các cái tức là giới thiệu các cái ngành học cho các bạn đam mê các cả cả khoa học tự nhiên và khoa học À, chắc xã là có hội, thể là về thì em thấy là cách để đưa ra lựa chọn thế nào nếu như mà các bạn ấy có cả hai cái sở thích đấy chẳng hạn. em nghĩ là có một số những cái ngành thì là mình có thể sử dụng cả kiến thức của cả hai cái mảng đấy. Thì ví dụ như là data science thì em thấy là nó cũng là một cái mảng mà nó có kết hợp về các cái kiến thức về mảng domain, tức là về xã hội học này nọ, xong rồi có thể kết hợp với toán với lại khoa máy tính nữa, thì bạn có thể tham khảo những cái ngành như thế. Và cái để đam mê và sự lựa chọn, nếu mà sự lựa chọn thì em nghĩ là cái đấy phải là tùy từng bạn, thì là các bạn cứ thử thôi, thử xem là bạn thích học cái nào hơn, em cũng không biết nữa. Rồi cái để đam mê khoa học máy tính thì em nghĩ là đối với em thì em cảm thấy là nó là một cái công cụ, tức là để giải quyết được những cái bài toán tương lai sau này, thì là khoa học máy tính là một trong những cái mảng gọi là tiên phong. Kể cả sau này ví dụ bạn có muốn làm về mảng biology, giải quyết cái bài toán protein folding chẳng hạn, thì nó cũng cũng có thể sử dụng rất nhiều từ machine learning và khoa học máy tính để giải quyết. Cho nên là nói chung là nó là một công cụ khá là tốt để giải quyết những bài toán tương lai. Thì từ đấy cho nên em cảm thấy là em hứng thú với ngành này. Sau khi em làm nhiều thì em cảm thấy đam mê hơn. Đó là cái kinh nghiệm của em. Cảm ơn Hiểu Đan. À, mời Khánh Sơn ạ. Em có thể add thêm một chút là thực ra là tùy theo trường, nhưng mà có một số trường sẽ cho phép mình là thực ra không cần phải chọn, mình có thể take double major, tức là hai major khác nhau, và có thể một trong đó là comp sci và một trong đó là cái major mà em chọn. Bản thân em thì học computer science và studio art, một số các cái trường, và đôi khi là không những mình được học cả hai cái mà đôi khi là em thấy có những combination hết sức là thú vị khi mà kết hợp hai ngành khác biệt nhau. Ví dụ như là khi mà kết hợp data visualization với cái ngành humanities, thì có cái ngành gọi là digital humanities để mà tìm hiểu về phim ảnh và tìm hiểu về các cái khái niệm trong quá khứ, nhưng mà thông qua cái góc nhìn của data hết sức là hay. Thì thực ra là tùy theo trường, nếu như mà bạn này có ý định muốn học cả hai thì có thể tập trung apply vào cái trường mà cho phép học cả hai ngành khác nhau, vừa có hai bằng, vừa tiết kiệm thời gian và vừa theo đuổi được cả hai cái đam mê của. Vâng, à, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Khánh Sơn ạ. Vâng, à, do là thời gian có hạn nên là em sẽ xin phép là với các câu hỏi sắp tới của các khán giả thì các bạn vẫn có thể để lại thông tin để Việt Nam STEM Society và Summit hỗ trợ, hoặc là các bạn cũng có thể trực tiếp inbox cho fanpage của Việt Nam Society cũng như Summit. Vâng. À, vậy là đã hết thời lượng của chương trình, thì ban tổ chức xin phép là rất là được cảm ơn các diễn giả đã đến cùng chia sẻ và giúp đỡ nâng cao hiểu biết cũng như là gỡ rối những thắc mắc cho khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn các khán giả đã tham dự đông đủ và ủng hộ webinar của Việt Nam STEM Society. Một lần nữa thì mọi thắc mắc liên quan tới chương trình, khán giả xin liên hệ qua email hoặc Facebook Việt Nam STEM Society để được giải đáp. Mong rằng là trong tương lai thì các anh chị có thể tiếp tục đồng hành với Việt Nam STEM Society. Chúc các diễn giả khách mời, quý phụ huynh và các em học sinh sức khỏe và công tác học tập tốt. Xin cảm ơn ạ.